ông Sinh được giải oan sau 20 năm án sai. Đoạn clip ngắn hé lộ ông Tấn bị công an giải đi trong sự ngỡ ngàng vẽ bàng của mẹ con bà Sa. Ông Sinh và Nam cũng có mặt ở đó. Có lẽ đây là một cái kết viên mãn khi kẻ ác phải đền tội ở hiền gặp lành. Đây nên là món quà mà ông Sinh đáng lẽ phải được nhận từ lâu lắm, bởi tù 20 năm thì còn gì là thanh xuân của cuộc đời nữa. Nhưng theo như tiết lộ của đạo diễn thì kịch hay còn ở phía sau, đã khiến cho khán giả không khỏi tò mò thích thú. Đó là hình ảnh phiên tòa xét xử trả lại danh dự cho ông Sinh. Ngoài bằng chứng giết ông Thắng, ông Tấn còn phải chịu thêm những bản án, những vụ làm ăn phi pháp của chính mình. Nhưng vì đâu ông Sinh và vợ chồng Nam lấy đâu ra những bằng chứng quý hơn vàng này? Còn bà Sa phải chịu hậu quả gì sau những hành động ti tiện của mình? Người xưa thường nói, sống thấy người, chết thấy xác. Ông Tấn được đệ tử gọi điện báo về đã dọn dẹp xong xác của chiến chó ở chốn rừng thiêng nước độc, không một bóng người. Nhưng hiện tại, chiến chết hay sống vẫn còn là một dấu chấm hỏi to đùng. Thực ra, trong số đàn em của Tấn, có không ít đàn em trung thành của chiến chó, thì đã lấy được thứ mong muốn là đoạn băng ghi hình. Chiến cũng muốn dùng võ mồm để thuyết phục đám đầu trâu mặt ngựa, và chúng đã phó mặc cho ông trời quyết định số phận của chiến chó. Nhưng chiến chó phúc lớn mạng lớn à không, mà là đạo diễn nhân từ đã khiến cho người đi rừng phát hiện và cứu giúp kịp thời. Sau khi trở về, chiến chó tương kế tự kế, thông đồng móc nối lại với một số đệ tử trung thành khi xưa mà đang hận lão Tấn đối xử với anh em không ra gì, không ít lần chèn ép anh em. Chiến chó đã thành công lấy trộm đoạn băng kia và khoáng hết tất cả những gì có trong két sắt trong phòng của ông Tấn, trong đó có không ít chứng cứ cho thấy những vụ làm ăn phi pháp của ông Tấn. Sau khi nắm bằng chứng trong tay, chiến chó tìm cách liên hệ lại với ông Sinh. Nghe tin Chiến bình an vô sự, ông Sinh mừng gần chết. Chiến chó chỉ cười khẽ, trông ông anh thế này, ai mà biết được ông anh đã từng là một tên giang hồ máu me. Số thằng này còn dài lắm. Cảm ơn ông anh đã chăm sóc cho ông bố già của tôi thời gian qua. Như đã hứa, tôi sẽ tặng ông anh một món quà vô giá. Khi nghe Chiến chó đang giữ đoạn băng gốc, ông Sinh mừng như điên vì cơ hội hoàn lương đã đến và để nhận lại con. Dù nắm bằng chứng trong tay, nhưng ông Sinh vẫn cứ sống trong thấp thoáng lo âu, nơm nớp lo sợ vì đám tay chân của ông Tấn vẫn lẩn vẩn bên ngoài. Để chúng không nghi ngờ, ông Sinh vẫn ám binh bất động. Nhưng giờ đây, ông không phải chiến đấu một mình nữa vì đã có vợ chồng Nam sát cánh. Sau khi biết ông Sinh là bố của Nam và tình cảm ông Sinh dành cho Nam, lòng cảm thấy trân trọng một người cha như ông Sinh. Giờ là lúc phải hợp sức đưa mọi chuyện ra ánh sáng, lấy lại công lý trên thế giới này. Với tiền tài và các mối quan hệ của Long, cuộc chiến trở nên cân sức hơn bao giờ hết. Kẻ tám nạn, người mùa tân, lần này ông Tấn chết chắc rồi, chỉ còn cách bóc lịch cả phần đời còn lại trong tù thôi. Sau khi có sự giúp sức của vợ chồng Nam, ông Sinh thuận lợi lật lại vụ án oan năm xưa đã khiến ông đi tù 20 năm. Với những chứng cứ nét như Sony, còn có chiến chó đứng ra làm nhân chứng, ông Tấn có mang họ lươn thì cũng không chạy thoát được. Bà Sa cũng khiến mọi người té cả ghế khi lộ ra mối quan hệ mập mờ bất chính của mình với người tình, đã hỗ trợ ông Tấn rất nhiều lần. Dù ông Tấn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, ôm hết tội về mình, nhưng thẩm phán thật sáng suốt vì bà Sa đã biết hung thủ giết chồng mình nhưng không tố cáo, lại bao che. Bà Sa còn vòng vo nói ông Sinh vu khống bà, nhưng ông Sinh bình tĩnh đáp trả: xét nghiệm ADN của ông Tấn và con trai bà thì rõ thôi. Đến đây thì bà Sa không còn chối cãi được nữa. Mọi người thì mắc chữ A, đúng chữ O vì cứ nghĩ bà Sa là người đàn bà được hạnh thủ tiết thờ chồng. Sau phiên tòa này, ông Sinh khóc hạnh phúc vì được minh oan. Giờ đây, ông chỉ muốn sống một cuộc đời mới cùng con gái để sống nốt tuổi già. Nếu đây là kết thúc của bộ phim Hương vị tình thân thì thật là thỏa lòng chờ mong của biết bao khán giả hâm mộ khắp mọi miền. Để biết được kết thúc có đúng như vậy không, chúng ta cùng nhau theo dõi tiếp những tập tiếp theo.